Tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch văn hóa, du lịch nông thôn, sinh thái, nghỉ dưỡng, dựa vào sự phong phú và đặc sắc của các di tích, sự đa dạng làng nghề truyền thống, cùng với đó là những sản vật nổi tiếng. Trong cấu trúc hai hành lang phát triển tỉnh Hưng Yên theo quy hoạch, thì hành lang văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường di sản ven sông Hồng. Hành lang này tập trung các di tích nổi tiếng như đền Trường Đồng Tử Tiên Dung, khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và dự án khôi phục Phố Hiến cổ trong tương lai. Dọc con đường di sản còn có các làng nghề có lợi thế về du lịch nông thôn, sinh thái như làng hoa Xuân Quan, trang trại Cá Đông Tảo, các vườn nhãn tại huyện Khói Châu, thành phố Hưng Yên. Hưng Yên có một lợi thế lớn về văn hóa và lịch sử cũng như là các di tích. Tuy nhiên thì với những cái sản phẩm của Hưng Yên để chúng ta có thể kết nối lại thành những cái tuyến điểm cũng như là tạo nên một cái chương trình du lịch nói chung thì chúng ta cần phải đầu tư, cần phải có những cái sự liên kết với nhau và cái quy mô của nó phải đủ lớn để có thể là tiếp đón được những cái luồng khách du lịch lớn của trong nước cũng như là khách quốc tế. Trong quy hoạch tỉnh nêu rõ, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp dựa vào những thế mạnh sẵn có, tập trung phát triển các khu du lịch quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, khu du lịch Đa Hòa Dạ Trạch, khu du lịch Cây Đa và đền thờ La Tiến, khu du lịch sinh thái Eco Park Văn Giang, khu du lịch Làng Nôm. Ngoài ra, phát triển du lịch nghỉ dưỡng thể thao, vui chơi giải trí dựa vào hệ thống sân golf dọc sông Hồng trong tương lai. Để phá cái thế cô lập của Hưng Yên trong cái phát triển du lịch thì rõ ràng cái việc phát triển hệ thống giao thông, hệ thống cơ sở hạ tầng và kết nối với các tuyến điểm cũng như là các cái khu du lịch lớn của khu vực phía Bắc là một cái điều hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải có một cái quy hoạch tổng thể cũng như là những cái việc đầu tư cụ thể, chi tiết để có thể phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch. Để tạo động lực cho du lịch Hưng Yên phát triển thì bên cạnh các lợi thế tự nhiên sẵn có thì vấn đề về cơ sở vật chất, dịch vụ đi kèm và nhân lực phục vụ cho ngành du lịch cần phải được nâng cao chất lượng và có sự đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Một số đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đang có kế hoạch đón đầu, chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng quá trình phát triển du lịch trong thời gian tới. Doanh nghiệp chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, tiêu chuẩn, chất lượng. Ngoài ra thì chúng tôi đã đầu tư các tiện ích xung quanh, những khu vui chơi giải trí, ẩm thực và mua sắm về đêm. Trong tương lai gần, con đường kết nối di sản chạy dọc sông Hồng và đường vành đai 4 hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho các điểm du lịch của tỉnh Hưng Yên kết nối các tour du lịch với tỉnh, thành phố lân cận, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn có khả năng cạnh tranh cao như trong quy hoạch tỉnh đã đề ra.